anh Lượng cũng ở Đồng Nai. Anh Lượng này lấy 10 con chuyển khoản đầy đủ. Anh Lượng, Đồng Nai. Này không gửi thuốc cho người ta. Đây là anh này nhận ở đâu đây? Bến xe phía Bắc. Anh này nhận ở bến xe phía Bắc. Cổng sau bến xe phía Bắc. Đây anh này thì nhận ở Vũng Tàu nhé. Anh này nhận ở bến xe Đồng Nai. Còn bạn này nhận ở Yên Bái, Lục Yên Yên Bái. Còn bác này thì nhận ở Trà Vinh. Các bác này toàn chuyển khoản trước cho bên mình rồi nhé. Mình gửi con giống là điểu đi toàn quốc cho các bạn. Đấy. Trên đây là những cái hình ảnh và cái hướng dẫn sử dụng thuốc tự pha chế. Đấy. Thuốc gói và thuốc nước, thuốc bột. Có các bạn đọc kỹ cái phần hướng dẫn ở phần dưới của cái phiếu này nhé. Có cái giấy list danh sách để ở đâu đấy, ghi luôn là Đồng Nai đuôi 897 hai thùng, còn tất cả đều một thùng. Quát thoáng này nó không toát mồ hôi, để bí quá nó toát mồ hôi.